Wow, cơn bão khuyến mại giày có lông lại tiếp tục tràn về cửa hàng thể thao Thế Mừng Đông Anh. Trong chương trình khuyến mại đợt này, các mã giày cầu lông chính hãng K061, K062 của Kawasaki tiếp tục được giảm giá. Hai sản phẩm này có giá là 650.000 đồng, nay giảm chỉ còn 500.000 đồng. Tiếp theo trên tay tôi là mẫu giày cầu lông Kawasaki mã K066. Đây là đôi giày cầu lông có giá chính hãng là 750.000 đồng, nay giảm giá chỉ còn 650.000 đồng. Giày cầu lông Kawasaki K138 cũng được khuyến mãi trong chương trình đợt này. Đôi giày này có giá chính hãng là 800.000 đồng, nay giảm còn 700.000 đồng. Hai mã giày cầu lông Kawasaki K135 và K136 cũng có khuyến mãi trong chương trình đợt này. Hai đôi giày này có giá chính hãng là 840.000 đồng, nay giảm còn 740.000 đồng. Giày Victor cũng có khuyến mại siêu sốc. Mã giày cầu lông Victor SHA170 có hai màu, có giá chính hãng là 900.000 đồng, nay cũng giảm còn 750.000 đồng. Ở đây chúng tôi có rất nhiều các mẫu giày cầu lông chính hãng giá rẻ và vô cùng đa dạng cho các bạn lựa chọn. Tất cả các mẫu giày cầu lông chính hãng này đều được bảo hành 2 tháng. Các bạn hãy chọn ngay cho mình một đôi giày cầu lông vừa vặn, tiện dụng và hợp với phong cách của mình. Đừng chần chờ thêm nữa, các bạn hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại 098-799-0799 hoặc inbox cho chúng tôi tại fanpage Cửa hàng Thể thao Thế Mừng Đông Anh để được tư vấn đặt hàng. Hãy nhanh chân lên nào!